chị để con uống nước trực tiếp từ vòi ư? Vâng, tôi rất an tâm vì gia đình dùng máy lọc nước A.O. Smith. Có gì để chứng minh nước đã an toàn không? Có chứ, máy lọc nước A.O. Smith có loại lọc RO Side Stream, bán quyền Mỹ, cho ra dòng nước tinh khiết nhất, được kiểm tra và chứng nhận bởi tổ chức giám định độc lập về an toàn vệ sinh thực phẩm và nước uống của Mỹ. Máy lọc nước A.O. Smith Grocery cam kết chất lượng chuẩn Mỹ.